Ok, các bạn chờ mình chút nha, để mình live xong trong sẵn. Nếu mà các bạn đặt câu hỏi này luôn á thì mình sẽ cho luôn live ở trên đây luôn, để cho một số tất cả các anh chị em khác đều dùng chung với mình nha. Rồi mình thấy là các bạn có send cho mình rồi những cái câu hỏi này, nó rất là popular, thì mình chọn ở trong số của hai mươi mấy câu này mình chọn ra 10 câu nha, tại mấy cái câu kia nó không có được rõ ý lắm. Không có được rõ ý lắm cho nên là mình sẽ chọn ra 10 câu này cho các bạn. Ok. Câu thứ nhất. Hello, chào tất cả các bạn ở trên Facebook. Hôm nay mình sẵn tiện có một cái là mình cũng vẫn muốn trả lời những cái câu hỏi cho một nhóm bạn ở trong cái group nhỏ về trong cái Kevin Core. Thì khi tới cái phần mà gọi là Q&A thì các bạn soạn ra cho những cái câu hỏi, và chắc chắn là trong những mà câu hỏi này thì trong hai mươi mấy câu hỏi được bỏ ra thì Phượng thầy chọn ra được 10 cái câu hỏi popular mà Phượng nghĩ là cần phải nên chia sẻ với tất cả các bạn ở trên live. Câu thứ nhất là các bạn hỏi rằng là sản phẩm Age Me có thích hợp cho các loại da hay không? Câu trả lời của Phượng dành cho tất cả các bạn là Age Me là một loại kem dưỡng da với một cái công nghệ tân tiến, đó là Age Lock. Nó thích hợp với tất cả các loại da và ở mọi lứa tuổi. Phương ví dụ một số tất cả các bạn nào đó chưa có bị lão hóa, bởi vì công nghệ Age Lock là công nghệ chống lão hóa đúng không? Nhưng mà nếu các bạn nào đó đang chưa có lão hóa thì các bạn muốn được giữ phong độ như vậy hoài, các bạn không muốn bị lão hóa thì các bạn sẽ dùng đi, các bạn sẽ có được một gương mặt baby giống như vậy hoài ở trong tương lai với một cái giá trị tối gọi là maxi nhất mà các bạn sẽ có. Còn riêng các bạn là chúng ta có bị damage một chút xíu ở vấn đề lão hóa, có nghĩa là khi chúng ta bị lớn tuổi một chút xíu, chúng ta sẽ có một cái chút xíu nhăn, chúng ta có một chút xíu sệ, chúng ta có một chút xíu cái đốm nâu, rồi chúng ta có những cái gợn sóng vân vân, những cái đó là vấn đề lão hóa, hoặc là một chút xíu về đó, về damage bởi môi trường, đó gọi là nám ngoài đó, thì chắc chắn là những cái đó là chúng ta sẽ càng cần dùng Age Me. Gần như Age Me là đo ni đóng giày cho chúng ta, nhưng mà rồi Age Me thì để là một loại dưỡng da để phòng chống quá trình chống lão hóa trên làn da của chúng ta, cho nên câu trả lời sẽ là thích hợp với tất cả mọi người, các bạn nghĩ ha. Rồi các bạn có việc tự nhiên đánh trên màn hình, mình sẽ chọn ra chân trận các bạn là có thêm đi, mình cứ việc lấy 10 câu hỏi của các bạn rồi. Cho nên đó là câu hỏi thứ nhất mình trả lời cho các bạn. Câu hỏi số 2 là nói rằng là nếu mà chúng ta bị mụn hoặc bị nám thì chúng ta có xài được cái Age Me hay không? Câu hỏi này rất là hay, Phượng muốn Phượng chấm được câu hỏi này. Mụn mụn có nghĩa rằng là các bạn nên nhớ rằng là mụn là một vấn đề chúng ta cần phải treatment. Cho nên nếu chúng ta bị đang một vấn đề đang mụn thì chúng ta hãy chuyển sang cái bộ acne treatment đi. Chúng ta hãy chữa mụn xong rồi chúng ta sẽ qua dùng cái Age Me. Bởi vì ở trong đây các bạn sẽ custom nó ở trong đây, thì là có nghĩa là cái chính của cái Age Me là chống lão hóa, nó không phải là để chữa trị mụn hay là bị vấn nạn gì hay các bạn ha. Cho nên trong khi chúng ta có bộ mụn thì tại sao chúng ta không chữa, chúng ta đã chữa cho nó im xuống, đại đa số nằm im xuôi đâu đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu bảo vệ nó, maintain nó bằng cái Age Me. Cho nên là nếu các bạn đang bị quá trình mụn bọc hay là mụn đầy hết trên mặt thì chúng ta hãy dùng cái bộ mụn và có một cái quy trình treatment cho mụn, xong rồi sau đó chúng ta sẽ dùng Age Lock. Câu thứ hai của bạn ở trong đó là nám có dùng được hay không? Thì gần xin thưa với các bạn rằng nám sẽ có hai loại, một loại là nám trong và một loại là nám ngoài. Nếu mà nám ngoài thì đo ni đóng giày cho cái Age Lock là bởi vì chúng ta cũng có bộ Dry Face White, nhưng mà ở trong cái bộ Age Me đó là một cái addition phía sau, nó có thể hỗ trợ cho bạn vấn đề này rất là tốt, bởi vì chúng ta có cái phần để mà chỉnh ở trong đó về cái độ sáng của da chúng ta, độ xám của da chúng ta, cho nên perfect. Cho nên các bạn chỉ cần dùng một khoảng thời gian qua thì tất cả nó reset cell, thì ở trong đó chắc chắn là bạn cũng sẽ có một cái gương mặt đẹp thôi. Nhưng nếu bạn bị nám ở bên trong, các bạn bị nám ở bên trong thì các bạn cũng đã biết rồi, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn một phần nào về trong cái phần tế bào của da nằm ở bên ngoài, nhưng các bạn nên nhớ là cái nguồn của các bạn từ ở bên trong vẫn ra,
cho nên là chỉ clean dọn nhìn cho nó gãy gọn đẹp đẽ thôi, chứ nó không tắt được cái nguồn. Các bạn nhớ nha, nó chỉ tắt được cái nguồn ngay chỗ da là do da của mình lão hóa, do tế bào của mình bị lão hóa vân vân và vân vân, chứ nó không thể nào đi từ trong cái nguồn ra. Cho nên chúng ta sẽ có những thực phẩm chức năng để có thể hỗ trợ từ bên trong. Chúng ta sẽ dùng Life Hack Nano, chúng ta sẽ dùng Eloque Youth, Eloque Me, Asquare Vitality, Tea Green Regimax, những sản phẩm nhằm mục đích có thể cắt được cái nguồn từ phía bên trong của chúng ta, thanh lọc được cái gan của chúng ta, hỗ trợ được cái gan của chúng ta, thì cái đó mới là hỗ trợ được thật sự cái nám từ ở bên trong. Các bạn không thể nào đòi hỏi chỉ ở một cái máy Alchemy với một cái công nghệ chống lão hóa để rồi bạn có thể đòi hỏi nó vào ở trong cả cơ thể của mình. Như vậy thì lấn sân rồi, phạt ma nát là phạt ma nát, mà new skin là new skin. Cho nên nếu cái gì chúng ta bị từ bên trong thì chúng ta phải có hỗ trợ từ bên trong. Cho nên câu trả lời của bạn lại final, mụn là các bạn sẽ trị mụn xong rồi, quá trình đó chúng ta sẽ dùng cái Alchemy. Cũng giống như trong quá trình mụn, bạn không thể nào dùng cái máy Galvanospore, bởi vì mụn nhiều quá nó sẽ distribute, nó sẽ lan truyền và nó sẽ lây lan những cái vấn nạn mụn của bạn được nhiều hơn. Còn nám thì nám ngoài thì Eloque Me đóng dài cho bạn, nhưng nám trong thì bạn phải cần phải hỗ trợ thực phẩm chức năng ở bên trong. Đó là câu hỏi của bạn nha. Câu hỏi số 3 của bạn là bạn nói là tại sao phải dùng kẹo và Spore, bạn thay và bạn bạn Linh thay bên đây, nó là tại sao phải dùng kẹo và Spore với Eloque Me, và cái người bán cho em cứ nhất định phải khuyên cho em là phải có cái gạo và Spore chung cái Eloque. Câu trả lời dành cho bạn ở chỗ này, Eloque là một tuyệt phẩm. Phương có thể dùng được cái từ đó là một tuyệt phẩm, là bởi vì nó được sáng tác ra, nó được làm ra gần như là tối ưu nhất hiện nay ở trên thị trường, và mang một cái tính tối ưu, không có người cạnh tranh và đoạt giải number one. Cho nên nếu nói về công nghệ, về gọi là một cuộc cách mạng về chăm sóc da, đó là cho cái Exotmi. Vậy thì nó quá tốt, đối với những gì quá tốt thì chứng tỏ là chúng ta cần phải đem hết nó vào trong người của mình, chúng ta phải thẩm thấu hết. Vậy thì cái máy Galvanospore chúng ta đã từng biết rất rõ, Galvanospore là để cho clean dọn một cái chiếc máy vạn năng, một chiếc máy hút bụi thần kỳ. Có nghĩa là Galvanospore và máy Facial Spore có mang một cái chức năng là liêm dọn hiện trường, làm cho làn da của chúng ta rất là sạch sẽ, làm cho từ phía bên trong của lỗ chân lông của chúng ta được sạch sẽ, lấy đi hết những chất cặn bã nhờn vân vân, se khít lỗ chân lông lại. Vậy thì ở trong đây các bạn sẽ biết là nếu như là một căn nhà của các bạn mà rất là sạch sẽ thì bạn sẽ trưng bày những sản phẩm mắc tiền, đắt tiền, sẽ nhìn rất là elegant, tuyệt 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 tác luôn. Vậy thì ở trong đây cũng giống như vậy, nếu như gương mặt của bạn mà được sạch sẽ thì khi các bạn thoa sức apply cái Eloque vào thì cái độ thẩm thấu cũng giống như cái kết quả của bạn sẽ 100%. Cho nên đó là lý do tại sao cho chúng ta cần cái máy Galvanospore hoặc cái máy Facial Spore là vậy. Các bạn không có cũng không sao, nhưng nếu các bạn có, các bạn nào mà có chiếc máy Galvanospore hoặc là Facial Spore, các bạn sẽ thấy là kết quả của bạn sẽ đạt tới tuyệt mỹ, gần tới tuyệt mỹ. Các bạn không tin thì các bạn có thể đến những cái trung tâm expo, những cái home meeting của bạn mình, và các bạn yêu cầu làm cho các bạn một cái gương mặt với máy Galvanospore, và các bạn nhìn thấy một người bạn kế bên làm không có Galvanospore hoặc Facial Spore, thì các bạn sẽ thấy được hai cái giá trị khác nhau rất là một trời một vực luôn ha các bạn nha. Đó là lý do tại sao chúng ta có nó là như vậy. Nó là một cặp đôi hoàn hảo. Nó là một cặp đôi hoàn hảo, bởi vì khi nó giống như hot dog and punch vậy đó, giống như là một cái cây hot dog và cái cây kẹp bánh mì. Ăn riêng thì vẫn ngon, vẫn no, vẫn ok, nhưng khi chúng ta kẹp chung vào chung với nhau thì nó ăn cực kỳ ngon. Thì cái máy Galvanospore và cái máy Eloque là một cặp đôi hoàn hảo để làm, cũng giống như là cái máy Galvanospore đã từng cặp đôi với anh, cái đúng với cặp đôi với anh chàng Eloque Transformation vậy. Cho nên là ngày hôm nay anh ta cần phải chia tay, nói chia tay thì cũng không đúng, buồn buồn thì cặp với anh Eloque Transformation, vui vui thì qua nhà anh Eloque mi cặp, bởi vì anh ta có nghĩa là chị ta rất thích hợp trên mọi hoàn cảnh cái máy Galvanospore. Không có lý do gì máy Galvanospore đã một thời làm mưa làm gió và đứng đầu và dẫn tập đoàn Nu Skin lên billion brand name một cách rất là nhanh chóng ha các bạn ha. Câu số 3 của các bạn, để coi phần coi coi đánh trên màn hình một chút xíu nha.
Câu số 3 của các bạn là nãy qua số 3 rồi ha. Ok, em nói đúng là số 3 rồi. Số 3 là makeup balance. Bây giờ câu số 4 là có dùng hết cái bộ kem đầu tiên khi order về hay không? Ok, câu hỏi rất là thông minh. Bởi vì nếu chúng ta tiết kiệm được thời gian thì chúng ta sẽ có được những cái kết quả rất là tuyệt vời. Câu trả lời của riêng Phượng là chúng ta không cần dùng hết cái bộ kem đầu tiên khi các bạn order chung với cái máy. Nếu như các bạn muốn có một cái kết quả hoàn hảo tuyệt vời hơn, đối với Phượng là như vậy. Lý do Phượng sẽ giải thích, bởi vì cái bộ kem đầu tiên cũng chỉ là một cái bộ testing để xem coi cái da của chúng ta, cái gương mặt của chúng ta nó sẽ thích hợp như thế nào, để rồi chúng ta mới có thể custom được theo cái làn da của mình. Cho nên nếu nó có cái kết quả tối ưu thì cũng không thể nào tối ưu bằng một cái bộ mà mình custom cho chính riêng làn da của mình. Nếu các bạn may mắn, các bạn hạp được, hầu hết là các bạn rất là may mắn, các bạn hạp hết cái bộ đó, hoặc là các bạn không để ý cũng không chừng. Như Phượng đã nói, cái gì custom cho mình thì vẫn là hơn. Cho nên là các bạn ok. Nhưng nếu các bạn nào có thấy một vài signal nhỏ, như là các bạn thấy khô, các bạn thấy hơi đã đỏ máng chút, hay các bạn thấy ra dầu nhiều hơn, hay các bạn thấy có một vài cái pimple nhỏ, đó là cái signal để cho thấy thể loại da của bạn thích hợp với cái loại kem, cũng giống như cái nồng độ, cũng giống như là cái độ lỏng đặc như thế nào. Cho nên chính vì vậy chúng ta mới có thể đi vào trong cái application của AgeLogMe để có thể khai lại, report lại, fill lại những information cho chính xác những gì chúng ta thấy, và chúng ta có một bộ kem dành riêng cho chính mình. Phượng khuyên với các bạn không dùng có những lý do của Phượng. Bởi vì hầu hết các bạn không có đi kinh doanh với tập đoàn NuSkin thì các bạn cũng kinh doanh nhẹ nhẹ. Kinh doanh nhẹ nhẹ là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ có được những cái máy free miễn phí dùng, hoặc có chút xíu hàng hóa để dùng những sản phẩm khác. Cho nên chắc chắn là các bạn sẽ đi chia sẻ. Mà nếu các bạn đi chia sẻ thì tại sao các bạn không để dành cái bộ đó để các bạn đi chia sẻ, đúng không? Vậy thì khi sau 10 ngày chúng ta dùng, chúng ta biết được cái gương mặt của chúng ta là cái gì rồi, vậy thì chúng ta hãy khai vào trong cái application để mà mau mau có một cái bộ dành riêng cho mình mà xài. Còn cái bộ mà chúng ta đang có, thế nào chúng ta cũng sẽ phải dùng để demo, để làm cho bạn bè của mình hay là cho khách hay cái gì đó. Thì tại sao chúng ta không xếp thời gian ở ngay chỗ này để chúng ta tậu cho chúng ta một cái bộ ưng ý cho chúng ta đi? Mà tại sao chúng ta phải xài hết 30 ngày cho cái đó, rồi chúng ta mới đi order? Vậy thì chúng ta sẽ mất 20 ngày còn lại, rồi các bạn cũng sẽ phải mua một bộ nào khác để các bạn đi mừng ăn mà thôi à. Vậy thì thôi, ngay từ 10 ngày đầu chúng ta hãy order cho mình đi, để mình có được một cái bộ ưng ý sớm. Các bạn thấy hợp lý không? Phượng thấy rất là hợp lý để chúng ta làm như vậy. Cho nên đó là câu trả lời của Phượng ha. Các bạn không cần dùng hết trong cái bộ kem đầu tiên. Khi 10 ngày các bạn biết được cái e của làn da của các bạn, nên đi order một bộ cho mình. Và cái đó để dành cho chúng ta đi chia sẻ cho đồng đội và bạn bè. Ok. Rồi, roll lên giùm Phượng một cái chút xíu. Coi cái câu số đó, đó là câu số 4 rồi phải không Linh? Ok. Rồi, câu số 5 có nghĩa là AgeLogMe được guarantee như thế nào? Ok, câu này cũng khá hay, bởi vì các bạn cũng sẽ bị lộng cộng ở ngay chỗ này. AgeLogMe, ok, AgeLogMe được guarantee kể từ lúc cái bộ bạn custom, chứ không phải là guarantee cho bạn bộ đầu. Bộ đầu chỉ là những cái để bạn khai báo, cho nên không biết cái kem đó là hợp với bạn hay không hợp với bạn. Chúng tôi không design cái đó ra cho bạn. Chúng ta chỉ design cái đó ra chung chung cho mọi người mà thôi. Dĩ nhiên chung chung vẫn có thể là guarantee các bạn, nhưng mà để guarantee đúng nghĩa với cái AgeLogMe thì cái guarantee sẽ được chính thức từ lúc cái bộ bạn custom cho bạn và 3 tháng về sau. Đó là an toàn nhất, bởi vì cái đó là chính xác nhất. Bởi vì nơi đó là custom cho bản thân của mình mà. Cho nên là để cho tránh nhiều khi chúng ta có xài những cái máy lộn xộn trên thị trường với nhau các bạn. Do chúng ta nôn nóng, chúng ta dùng máy của thị trường châu Âu, chúng ta dùng máy thị trường châu Á, châu Úc, trà trộn qua lại châu Mỹ vân vân, giữa đất nước Canada và lại các nước mình, nó vân vân. Cho nên khi các bạn đi trao truyền cho mua dùm và cho một người bạn nào của mình, thì các bạn hãy nói vào rằng nó sẽ được guarantee chính thức từ bộ kem mà chính những nhà khoa học gia design riêng cho bạn.
cho nên nó sẽ bắt đầu từ cái bộ kem đầu tiên khi bạn order. Còn cái bộ kem này ở trong máy là một cái bộ kem coi như là một bộ kem testing, coi như là cái đó là cái mà bạn tìm hiểu ra được làn da của bạn là gì, để bạn có thể báo cáo với công ty, report lại trên đó để còn có ta có thể design ha các bạn ha. Rồi ok, thỏa mãn không? Ok, good, good. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới câu hỏi kế tiếp nữa là chị, câu hỏi khá dài nha, cho nên chị túm lại, chị bắt lại cái câu hỏi cho nó ngắn nha. Là khi bị cắt mẩn đỏ, khi em lên nó bị mẩn đỏ đúng không, đỏ đỏ trên cái da mặt chứ gì, hoặc là có những cái đốm đốm đúng không, những đốm đốm hoặc là bị mẩn đỏ feel một chút xíu, giống như là cái da mình hơi mỏng đi phải không? Ok, vậy thì chị sẽ cho một câu hỏi lại cho các bạn trên Facebook nha, cho rõ là khi các bạn bị mẩn đỏ thì các bạn sẽ phải bị làm sao. Ok, cái này ở trong đây Phượng cũng đã từng có bị các bạn. Ok, là tại vì da của Phượng, Phượng đã từng nói với các bạn nhiều lần, da của Phượng nhìn rất là bình thường, nhìn dày, nhưng mà da của Phượng là da nhạy cảm các bạn ha. Cho nên là khi ở trong đó là bị mẩn đỏ, ngay cả đôi lúc các bạn gọi là không hiểu rõ về làn da của mình, mà lúc các bạn custom á, các bạn custom, các bạn về các bạn vẫn bị. Cho nên nếu các bạn nào mà thuộc diện nhạy bên da mẫn cảm á, thì các bạn phải để ý một chút xíu khi các bạn custom về trong cái phần mà alpha hydroxy acid thì các bạn cho cái đó cực nhẹ. Cái đó nó có nằm ở trong hai cái hũ mà để mà gọi là lột da mặt ở trong cái bộ 180 đó các bạn. Cho nên là chính vì vậy cái da của mình nó bị mẫn cảm hơn người khác, cho nên các bạn phải giảm nhẹ cái nồng độ đó đi. Thay phiên da bình thường thì mình để cái nồng độ đó bình thường thì cũng đã quất rồi, nhưng mà bởi vì da mình là da mẫn cảm cho nên các bạn chỉ cần giảm nhẹ nồng độ đó xuống thì là các bạn sẽ không còn đỏ giống như vậy nữa. Nhiều khi các bạn cái da không mẫn cảm mà các bạn cũng bị phần này, lý do là các bạn hơi tham chút, các bạn quét nó lên cho nó hơi nhiều một chút ha, cho nó nhiều lên chút thì cái nồng độ để nó cao thì da của bạn vẫn bị như thường, chẳng những vậy là bị rát, bị nóng, bị đầu đủ thứ hết, không phải chỉ riêng ở chỗ cái alpha hydroxylic acid mà ngay cả trong cái vấn đề mà cái câu hỏi phần cho phần cái màu sắc của da đó. Nếu các bạn cho nó, các bạn hơi tham một chút xíu, các bạn nói là da của bạn rất là sạm, các bạn trừ hao sạm không có nhiều mà các bạn nói rất là sạm, hoặc là da các bạn không nhăn bao nhiêu mà các bạn nói nhăn thì là nhiều nhăn, thì người ta tăng cái nồng độ lên thì các bạn cũng vẫn bị như thường, cũng sẽ bị mẩn đỏ như thường. Cho nên là nếu các bạn phải chú ý trong vấn đề là các bạn sẽ report lên trên cái application thật là chính xác nha các bạn. Cái nào mà trên cái application nó có hình thì các bạn sẽ nhìn được cho nó thật là chính xác, còn cái nào nó không có hình là chỉ số thì các bạn sẽ để ý, đặc biệt nhất là cái phần alpha hydroxylic acid thì các bạn phải để ý một chút xíu trong phần đó nếu các bạn là mẫn cảm. Còn các bạn không là mẫn cảm, đừng khai cái đó nhiều lên thì các bạn sẽ không bao giờ bị. It's really good question các bạn. Có một số người các bạn mà ngay cả bản thân cũng Phượng, nhưng mà tại vì Phượng biết được Phượng khai cái gì, Phượng làm cái gì, cho nên là Phượng có cái cách điều chỉnh ở trong của Phượng ha. Ok rồi, roll lên cho mình một chút xíu, coi câu của bạn là gì. Ok cũng tương tự ý bạn nói rằng là Quân nói rằng là khi cho người khách của Quân á thì có nghĩa là thấy cái mặt nó xài xám hơn đúng không? Ok ở trong đây xám hơn, mình không biết rằng là ở trong đây không có nói rằng là xám hơn cho bộ đầu tiên hay là cho cái bộ custom. Thông thường trong cái bộ đầu tiên nó có một cái nồng độ của ba cái chai serum á, nó là nguyên chất nằm ở khác nhau, ba cái chai serum này nè các bạn. Thì các bạn biết là cái này đã từng xảy ra với bộ Age Lock Transformation rồi, cho nên là cái nó gọi là cái chai serum ở trong đó nó rất là tốt, cho nên nó reset and renew cell. Các bạn đọc được trong cái phần của cái Age Lock Transformation đó, renew cell có nghĩa là tái tạo lại tế bào, vậy thì chắc chắn là nó sẽ làm cho một cái phần da của chúng ta sẽ được take off đi một cách rất là tinh túy, chứ không phải là lột ra từng mảng giống như vậy. Cho nên trong cái quá trình đó những tế bào chết đó nó sẽ được đậm màu ha các bạn ha, và chúng ta nhìn thấy là xám. Cho nên chúng ta sợ hãi, chúng ta ngưng, nhưng mà chúng ta không được quyền ngưng, chúng ta sẽ tiếp tục xài để nó có thể renew cell, nó tẩy hết một cái những số tế bào già chết đó, và sau đó các bạn sẽ có một làn da rất là đẹp. Nếu cái đó là
cái bộ đầu tiên. Còn như nếu là bạn custom rồi mà bạn vẫn bị, bạn custom rồi mà bạn vẫn bị cái mặt sắm quắc giống như vậy, thì hầu hết Phượng really sure Phượng sẽ, các bạn sẽ, Quân sẽ hỏi lại với cái người khách của bà, của Quân đó, là cái người đó thông thường bị overestimate, có nghĩa là họ over, khi mà họ bỏ vào trong cái application họ over cái liều lượng, mặt họ không có xa, không có nâu sạm giống như vậy nhưng mà họ lại cho nhiều nâu sạm hơn, mặt của họ không có nhăn giống như vậy nhưng mà họ cho nhăn nhiều hơn, cho nên chính cái đó gây được tác hại giống như vậy. Các bạn để ý ha, cái đó là tùy theo cái bộ đầu tiên hay bộ sau cùng, được không? Quân sẽ hỏi lại với người khách của mình nha. Khi mình lấy một, cập nhật một cái thông tin gì đó thì mình phải có một cái hỏi cho nó professional, đủ cái thông tin giống như vậy. Ok. Câu kế tiếp. Shopee có bán đại trà hay không? Ok. Câu này nghe nó cũng vui vui nhưng mà Phượng vẫn pick cái câu này cho các bạn. Các bạn nên nhớ là chúng ta mà đang không biết là người này là người khách bình thường hay là người khách distributor, bởi vì chúng ta là một sản phẩm của chúng ta thuộc về công ty network marketing. Mà đã là network marketing có nghĩa là direct selling, chúng ta mua thẳng tới trực tiếp của công ty, cho nên nó không thể nào bán đại trà ở ngoài thị trường được, mà nó chỉ bán trực tiếp. Và bạn muốn mua thì bạn phải mua trực tiếp với công ty. Phượng không hiểu là cái chữ đại trà của bạn là như vậy, hay là cái chữ đại trà của bạn là có bán ở khắp tất cả các châu chưa, có chưa, thì Phượng trả lời cả hai câu này cho các bạn. Thứ nhất là network marketing không thể nào bán đại trà ở ngoài thị trường, ở ngoài các shop, cái gì hết, mà các bạn cần phải mua trực tiếp với công ty. Trước khi các bạn mua trực tiếp với công ty thì các bạn phải có một cái ID mà do một người bạn nào của các bạn giới thiệu với các bạn. Ví dụ như các bạn hỏi Phượng, gọi Phượng, Phượng sẽ cho các bạn một cái ID. Các bạn sign up xong rồi các bạn sẽ có một cái ID, thế là các bạn log in lên trên công ty www.newskin.com, tùy theo châu nước nào các bạn, rồi xong xuôi đó các bạn mua, đúng không? Thì các bạn chỉ có thể mua được bằng cách đó. Còn như nếu nói mà những người distributor giống như chúng ta thì ở trong đây châu Mỹ của chúng ta là cái châu cuối mà đang launching ra ở trong 2 tháng này, tháng 11 và tháng 12. Cho nên các bạn hãy tìm cho mình một cái code thì các bạn mua. Ở bên châu Âu có rồi, ở bên châu Á cũng có rồi. Cho nên là các bạn sẽ có được đại trà sau khi vào tháng 1 năm 2017. Và ở trong tháng 12 này bên thị trường Việt Nam cũng đi theo từng khoảng giống như limited vậy đó, chứ cũng chưa có bán được trên mạng luôn. Châu Âu thì có bán. Thì ở bên châu Á là chúng ta tháng, nghe nói tháng 12 này là các bạn cũng sẽ có ở trong mua đó, để được mua một lần nữa. Và tháng 1 thì chúng ta sẽ bắt đầu có ở trên công ty luôn, cho nên là chúng ta sẽ tự nhiên mua. Đó là câu hỏi dành cho bạn nha, câu trả lời dành cho bạn. Ok, bạn roll lên chút xíu, bạn đánh cái phần hồi nãy mà Phượng highlight cho các bạn đó. Ok, rồi các bạn nói rằng là tại sao mà kem á là 99 đồng và 149 đồng. Tại vì bạn đang ở bên Mỹ nha. Còn các bạn nào nghe ở châu khác mình không rõ, mình đang nói chuyện vì nhóm này là nhóm bên Mỹ. Cho nên nếu các bạn muốn là lý do tại sao là 99 đồng và 149 đồng, là bởi vì trong 99 đồng là các bạn biết được thể loại của các bạn xài cái gì rồi. Ví dụ như các bạn vào, các bạn chịu luôn bộ đầu tiên thì các bạn chỉ order thôi là 99 đồng. Hoặc là các bạn dùng qua một khoảng thời gian rồi, các bạn biết được cái da mặt của các bạn rơi vào cái thể loại da gì, da nhờn, nhóm da nào, thì ở trong đó, trong công ty nó sẽ có cái group, thì các bạn order theo đó thì 99 đồng. Nhưng nếu các bạn dùng cái app, các bạn report lên, báo cáo, làm cho tôi như vậy, theo cái nó gọi là theo cái sự order của các bạn, thì lúc đó các bạn sẽ có 149 đồng. Các bạn sẽ có 149 đồng trong cái phần ruột này thôi. Ok. Với 149 đồng này cũng giống như với 99 đồng này, hai cái nó giống nhau tùy theo loại da của các bạn. Nhưng nó gần như là gọi là bá đạo trong tất cả các loại cho các bạn. Các bạn bị gọi là bị sao, bị sệ, các bạn bị nhăn, rồi các bạn bị cái mặt xám, các bạn bị những cái brown spot ở trên mặt, nó hoàn toàn guarantee cho các bạn. Bởi vì chiếc máy này design ra để cho như vậy các bạn à. Đây là một cuộc cách mạng chăm sóc về da.
cho nên là không dễ. Các bạn đã nghe rất nhiều về những cái bài Age Lock Me của mình rồi, đúng không? Facebook Live cùng chung với mình. Cho nên rằng là nếu các bạn là những người từ executive trở đi thì các bạn sẽ có 6 cái code, sở hữu 6 cái code ở trong tay của mình để các bạn có thể được mua sắm. Và các bạn đừng quên là cứ mỗi 3 cái code mà được mua thì các bạn sẽ được một cái máy free. Các bạn nhớ nha, cứ mỗi 3 cái code được mua thì các bạn được một cái máy free. Thông thường là những người leader hay tặng luôn cho cái người mua các bạn. Là bởi vì sao? Tháng 1 thì chúng ta sẽ được cái máy đó free, tháng 12, tháng 11 này chúng ta chỉ có được 3 cái máy thôi. Nhưng mà đồng loạt từ hồi tháng 1 thì nó sẽ gửi cái máy free đó lại. Cho nên tất cả những người leader đều muốn tặng cái máy đó cho người khách hàng nào của mình mà mua 3 cái một lượt, thì mình sẽ hứa với họ mình tặng cho họ cái máy đó luôn. Còn nếu không thôi thì chúng ta sẽ là những người được hưởng một cái máy đó. Cho nên đó là cái mà Phượng muốn nói với các bạn, là nó bán được đại trà. Và ở trong đây tất cả các bạn, nếu là những người có tiệm quán, hoặc các bạn đang kinh doanh với Nu Skin, hoặc các bạn có những tiệm nail salon, facial spa salon, hoặc là spa, beauty spa, các bạn mua về, Phượng không biết là các bạn sẽ làm sao có được code để các bạn mua trong 2 tháng này thôi. Còn nếu không thôi các bạn sẽ phải chờ tới tháng 1. Thì ở trong mùa này là mùa lễ, khi bạn nói tới chữ đại trà là mình chắc có lẽ mình hiểu được ý nhiều của bạn rồi, là bạn muốn bán cho ngày lễ, đúng không? Thì ở trong đây các bạn sẽ mua cái đó, bởi vì ngày lễ Christmas người ta trao cho nhau những sản phẩm, những phần quà đầy giá trị, cũng giống như là trao cho nhau những cái phần quà mà đầy ý nghĩa. Cho nên là đây là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta mua về để ở trong tiệm của mình, để cho những người khách được họ tự thưởng nữa. Nhiều khi họ tự thưởng luôn nha các bạn. Họ mua về họ tự thưởng cho họ mùa lễ. Cũng giống như Phượng, lễ tới là Phượng tự thưởng cho Phượng rất là nhiều. Cho nên rằng là nếu nói ra mà nếu các bạn có những cái chỗ mà bán retail đó, như là về skin care, nail care gì á, các bạn phải có cầu, không biết làm sao cho cái khúc cho các bạn. Chứ các bạn có cầu 30-40 cái ở trong tiệm bán mới đã tài. Tại nó cũng giống như 30-40 người vậy thôi, đúng không? Mùa lễ mà, mùa này mùa mua sắm mà. Cho nên là người ta rất là mạnh dạng, 385 đồng đâu là cái gì đâu các bạn, để có thể mà chữa trị được một làn da, một vấn nạn của một làn da, guarantee it 90 day. Đâu có dễ, bao nhiêu người phải đi cắt xén mặt, phải là gọi là căng da, rồi phải cạo da mặt đủ thứ hết. Thì ở trong đây chỉ có bao nhiêu tiền. Đó là Phượng hiểu cái ý đại trà của bạn để bạn hỏi như vậy. Chịu khó một chút hen. Đầu tháng 1 bắt đầu mới đại trà, có nghĩa là đại trà trên trang mạng, chứ không phải đại trà ở ngoài thị trường. Rồi, câu hỏi các bạn sẽ giống như vậy nha. Câu kế tiếp nữa là bạn sẽ đánh ở trong đây là Luyến à. Luyến là tại sao, câu số 10 là làm sao để có thể gắn cái adapter được. Bởi vì em nghe được rằng là, có phải là em nghe được rằng là khi cái máy AirDrop kỳ này, quên nhắc với các bạn, AirDrop tháng 11 này, tháng 12 này chúng ta sẽ free được cái chai Clean and Toner nha các bạn nha. Chúng ta free được cái chai Clean and Toner, và đồng thời chúng ta sẽ free được cái adapter mà bạn Luyến mới vừa hỏi đó. Bởi vì chúng ta sẽ xài bằng pin nha, chúng ta sẽ xài bằng pin như vậy ha các bạn ha. Nhưng mà chúng ta sẽ free được cái adapter để chúng ta khỏi phải tốn pin. Vậy thì câu hỏi của bạn mình là tại sao, chỗ nào để gắn pin. Ok, vậy thì các bạn sẽ biết rằng là khi cái adapter nó dính liền trong cái nắp này, ngày mà gửi về cho các bạn cái adapter là ngày gửi cho bạn cái nắp này luôn. Cho nên các bạn gắn vào ở trong đây thì nó nằm luôn ở trong đây ha các bạn ha. Cho nên là đó là Phượng cũng chưa thấy, tại Phượng cũng chưa có, Phượng cũng đang chờ thôi. Nhưng mà cái đó là Phượng nhìn qua được những cái máy để Phượng thấy, và ở trên nói xuống với Phượng là nằm qua cái nắp này luôn. Cho nên khi mình gắn vô thì cái cục pin nó nằm sẵn. Thay phiên gì là những cái cục pin giống như vậy ha các bạn. Bốn cục pin này nằm đây, thì bốn cục pin đó nó nằm vô, bốn cục pin đó tự chọn nằm ở trong đây và có sợi dây cắm cho mình gắn vô trong đây thôi. Ok, để Phượng sẽ tìm những cái hình đó Phượng xem cho các bạn, post ở phía dưới của cái Facebook của ngày hôm nay. Cho nên là các bạn đừng lo, và đặc biệt cái adapter đó sẽ được gửi về cho các bạn vào tháng Giêng nha các bạn nha. Cho nên nếu các bạn là có order trong tháng này, các bạn chỉ có cái free cái Clean and Toner thôi. Ok, đó là một quyền lợi cho các bạn. Order free cũng hết gần 50 đồng rồi, 40 mấy đồng này ha. Cho nên là chúng ta được có cái máy, chúng ta được cái đó, chúng ta mua 3 chúng được tặng 1. Cho nên hãy mua cho mình, hãy tìm cho mình, gọi những người sponsor upline của mình một số code cho nhiều, để mình có thể mua, mình mua về mình bỏ trong tiệm quán của mình để mà mình bán. Nhất là chuẩn bị sẵn cho cái Christmas sắp sửa tới.
Đó là câu hỏi của Phượng dành cho các bạn. Ok, để Phượng thấy ở trên đây có một bạn có biên câu hỏi bên đây, Linh Vũ. Đó là da mặt Linh bị khô vài chỗ trước khi dùng Age Lock Me bộ đầu tiên và khi xài Age Lock Me vẫn không có gì khác. Da mặt Linh bị khô vài chỗ trước khi dùng Age Lock Me bộ đầu tiên và sau khi xài Age Lock Me vẫn không có gì khác. Ok, mình cũng không rõ được câu hỏi của bạn lắm nhưng vẫn cố gắng để trả lời nha. Da mặt của bạn là da mặt bạn nói là bị khô vài chỗ trước khi dùng Age Lock Me, chứng tỏ là da mặt của bạn là combination, có chỗ khô, chỗ dầu, đúng không? À, bộ đầu tiên và sau khi bộ đầu tiên thì chắc chắn là nó sẽ không hoàn thiện cho bạn rồi. Và bởi vì bộ đầu tiên là làm ra chung chung, đúng không? Cho nên rằng là bộ thứ hai là bộ mà bạn có thể điều chỉnh được. Bạn sẽ xem lại rất là kỹ lưỡng trong cái phần mà 20 câu hỏi đó, bạn sẽ xem và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với những cái phần của mình, thì chắc chắn là bạn sẽ có được một cái bộ kem như ý, bởi vì đây là cái tính năng ưu việt của cái máy Age Lock Me. Bởi vì cái máy Age Lock Me làm cho thích hợp cho tất cả các loại da, tất cả các sắc tộc, cũng giống như tất cả các vùng miền khác nhau, lạnh như ở trên Bắc Cực, nóng như vùng xích đạo hay là bất cứ chỗ nào. Bởi vì sao? Nó thông qua cái app, thông qua cái application để bạn có thể khai báo lại những gì mà các bạn đang có, vùng các bạn đang ở và sắc tộc các bạn là ai, để tập đoàn Nu Skin có thể dùng hơn 2.000 custom để có thể làm cho bạn một cái bộ kem đúng với làn da và các vấn nạn của bạn đang có. Đó là tất cả những gì mà Phụng chia sẻ với các bạn, để Phụng quay lại với cái kênh phần kho của các bạn ở đây. Đây là cái phần mà trả lời những câu hỏi. Mình chúc tất cả các bạn ở trên Facebook giải mã được những gì mà các bạn cũng ưu tư với 10 cái câu hỏi này nha. Bye bye tất cả các bạn.